Giờ nói chấm tài nhiều ông chú có tài chánh lẫn lộn, nhưng mà bây giờ đang thanh lọc ra, khi đức thầy xuất hiện nó sẽ không còn mấy cái tình trạng đó nữa. Những cái người mà nhập đồng nhập sát hay điển linh căn trị bệnh rồi đó, tất cả thời nay đó là cha cho tất cả mọi cảnh giới, mọi tầng là giới, cả địa ngục chánh tài gì đó. Cứ thi hết, cứ làm từ thiện, cứ làm gì mà ấy mà gọi là lập công á, để được qua cái kỳ sàng lọc này á, thì cho nên mình thấy nhiều hiện tượng nó lại vậy đó. Thì họ cũng là tà, họ cũng là chánh. Có những người cũng không biết họ là tà hay chánh nữa nha. Họ có những người có điển á, cả bản thân họ cũng không biết. Thì cái vị mà mượn cái xác họ điển cho họ thì xưng là nhà xưng kia, nhưng mà xưng tánh đó mà đâu có biết là ai đâu. Hân Trần nói vậy, ông Trần dần hết tin tưởng Chúa mới chọn anh. Hay là Phật anh hùng mà cũng tiếu lâm, mới nghe mình không biết, nhưng mà anh muốn biết là tại sao Chúa chọn tôi làm người truyền tin. Thì anh nẹt đi thì anh hỏi Chúa. Chứ giờ tôi cũng biết sao giải thích cho anh nữa, nhưng mà tôi chỉ giơ tay tôi nói thật, lời tôi nói có chư thiên chư vị làm chứng, tôi là người 1000%, 1.000.000% là thật, là người truyền tin rủ bài trên thời nay. Tôi không có dám nói láo rồi anh. Anh có địa chỉ với tôi ở Thiên Long Sơn, với cái hẻm là 500 người đó, anh gõ cửa lúc nào tôi cũng ra tôi tiếp chuyện nha anh. Chứ không phải tôi chỉ có kênh này đóng mở kênh mới đâu, tôi có 1000 thứ để người ta cười chê và để bị người ta thưa đó. Tôi nói chặt một câu người ta thưa á, thì anh cứ nghĩ đi. Tại vì tôi thương mọi người, tôi lãnh nhiệm vụ, tôi lên đây tôi ngồi mặc dày thôi á. Thiên Như nói bà Phương Hằng chừng nào được thả, chừng nào chú cầm ba nhang chú thánh bà mới được thả, tại bữa giờ cũng quên thánh rồi, bà bận quá. Thiên Tâm Tấn nói chú ơi, cho cháu hỏi chỗ nào thấy mây ngũ sắc, chỗ đó có thiên tai nặng không chú? Thời nay á, tất cả mọi nơi trên bầu trời á, là chú thường nói những nhất cũ, hôm nay chú nói lại, không phải chỉ thế gian mình Ukraine với Nga đánh nhau nha, mà trên trời á thiên ma nó cũng đang đấu với chư vị của mình bển nữa á. Trên trời á đang đánh nhau kịch liệt, thì mỗi một lần chư vị mình đánh nhau thì ở đó những hiện tượng ngộ lắm. Có lúc đó thì mình thấy con ngựa, có lúc mình thấy con ó, có lúc mình thấy màu sắc của không gian thay đổi, rồi gió mưa không có đúng lúc đúng mùa nữa, là đều là vậy. Cầu vồng là do vậy nào làm ra chứ kia. Cái này thì cầu vồng thì mình không biết, nhưng mà có một lần những mấy vị mà trước có bốn lần hộ mạng chú á, bay vòng vòng á, thì mấy vị nói thường chỗ nào có rainbow tức là cầu vồng á, là mấy vị đó làm á, mấy ông rồng đó là chú biết như vậy. Thiên Trọng Tính nói 14 tháng 9 có hội Long Nghiêm tại núi Cấm mà chú, rồi chú không biết nghe, mà có là tốt, tu tập thì tốt đâu có gì đâu, đừng có tổ chức ăn nhậu nữa. Rồi Nhã Thi nói con xem clip đầu tiên của chú con cảm thấy ấn tượng, và đó cuối chốt đây mới chính là người thật. Clip đầu tiên là số 1, là lúc đó điển của chú viết, tại chú có nhiều kiệt lắm nha, kiệt đang ngồi đây là một trong cả 100 người kiệt, còn kiệt thiệt nó đang bay vòng vòng luôn. Thì lúc đó điển về viết, chứ lúc đó chú cũng không có nhiều văn chương nữa, mà hôm nay chú nói tiếng Việt rằng là nhờ các fan ở trên này nè. Thì thời đó điển ra bài đó để cho bắt đầu lên mạng để cho mọi người hiểu đó là lời thật việc thật. Nhưng mà bây giờ cái chuyện cá nhân của 513 câu đến tập hình như số 6, bắt đầu qua tập số 7 thì nó hơi cao siêu quá. Thì để khi nào mà quý vị gặp những chuyện gọi là phi thường đi thì bắt đầu Kiệt mới ra tập số 7 Kiệt nói chuyện được. Bây giờ Kiệt lên Kiệt nói tôi thấy cổng thiên đình mở, tôi nói chuyện với chư Phật chư thiên, là mấy cái đó nó hơi xa về cái thực tế mình hiện giờ là lũ lụt thiên tai đói rách chiến tranh. Thì mình ráng quay đầu tu tập, chủ yếu là ở trên này mỗi lâu lâu chú lên để khuyên bảo mọi người ai đạo gì giữ đạo đó và quay đầu, còn nếu mà muốn có tin chú thì quay về hướng đông bắc thành thánh xin cha với mẹ.
đeo dấu thiên năm để được chư vị gia hộ, chỉ mục đích là ăn hiền ở lành để mình qua cái tai nạn của thời kỳ này. Ở thời kỳ này nó khủng khiếp lắm, nó không có đơn giản như mình thấy. Người ta đang bình thường giàu có mà hôm nay phải sống chui sống nhủi, thiếu thốn đồ ăn lạnh lẽo, rồi nằm ở dưới hầm, rồi bây giờ mình chưa tính nữa những cái chuyện giống như bệnh tật Covid làm sao, rồi sao chị, rồi những bác tiểu đường hay là bệnh này bệnh nọ mà nhà thương bị bom của Nga nó làm sập hết, thì mấy cái đó chết rất là nhiều luôn á. Chứ như là người mạnh khỏe là đã là chết rồi, huống chi những người mà bình thường bệnh. Bây giờ mình tưởng tượng nước Mỹ này nó đang vậy mà hiện giờ là cướp bóc đang nổi lên, tại vì xăng bây giờ mấy thùng xăng nó cũng khoan vô, nó không cấp xăng nữa. Mình cứ nghĩ bao nhiêu người tiểu đường, thai máu, lọc thận, ung thư nhẹ, ung thư mạnh gì nằm đầy nhà thương. Mà chiến tranh cái rồi bác sĩ gì ta đầu chạy trốn hết, mất hết, thì làm sao mà con người sống được. Thì bên Dương Hoan nó không đầy mấy tháng mà đã cực kỳ thay đổi lớn. Thì mình cũng phải trân trọng hiện giờ mình còn mỗi ngày mạnh khỏe, sáng thức dậy. Mỗi sáng thức dậy mà mình thấy cái đầu mình không có quay quay, mình thèm ly cà phê, mình phải cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, cảm ơn trời Phật cho mình có một ngày có nhìn thấy được bình minh. Chứ mình không bao giờ mình ngờ được ngày mai mình sẽ ra sao nha. Hồi nãy dừng nói 7 tỷ người á. Thế mình thấy nói ngày lễ của thầy 18 tháng 5 đông như vậy thầy có vui không chú? Đức thầy á vui, sư phụ vui bữa đó, rất là vui. Mình nên nhớ tất cả những gì mình làm, mình thánh, Đức thầy là Phật nha. Ngài có thể hóa thân cái dạng người được, ngài biết hết á. Có những người comment trên này hỏi những cái câu mà chạy tới chạy lui chừng 5-7 lần mà Kiệt không trả lời, làm ơn đổi câu khác. Tại vì cái nó không có đúng để Kiệt trả lời trên một cái này là cho toàn thế giới. Hiện giờ có 3.506 người, nhưng mà cái clip nó sẽ có nhiều người coi, cho nên những cái câu mà nó không có hay á, nó tóm lại Kiệt đọc hết, nhưng mà cái nào Kiệt không trả lời thì làm ơn đổi cái đề tài khác, chứ đừng có đi lợt đề tài. Chứ không phải Kiệt không có nhìn thấy nha quý vị. Tùy theo cái câu Kiệt trả lời. Tự nhiên hỏi mấy câu lãng xẹt sao trả lời, mà cứ chạy hoài nó mất thời giờ của quý vị, cũng mất thời giờ của những người khác hỏi nữa. Đường Lam Úc Trinh nói cúng mẫu ngày 8, 18, 28 rất là đúng. Như lúc 3 ngày đó là cúng 12 bông, 12 nước, 12 trái cây. Cúng mẹ nó, nếu Việt Nam nó có trầu cao á, bỏ lên nữa. Rachel Nguyễn nói đầu tháng 8 con mời thăm chú Kỳ. Nó con phải nói bài qua Thiên Long Sơn, thăm cha, thăm mẹ, thăm Phật, lại Phật. Rồi lúc đó rảnh thì giờ thì thăm chú Kiệt. Chứ chú Kiệt không có lạ gì hết, chú Kiệt người truyền tin. Sau này chú Kiệt có chết, nhân loại không có được thờ hình chú Kiệt, mà phải thờ hình cha với mẹ, phải theo cha với mẹ suốt đời. Đời này qua đời nọ. Đừng có ai nói về Thiên Long Sơn thăm Kiệt mà Kiệt không có gặp người đó đâu á. Tại vì Kiệt có cảm ứng thông á. Có nhiều người lên á, cả chục lần á, cũng không gặp Kiệt là vì cái tâm muốn gặp Kiệt. Thì sao? Muốn gặp người khỉ ba màu này lạ cái nào đúng không? Trong khi Phật thì không lại mà muốn gặp Kiệt. Người nào á, thành tâm á, mà lên không cần cái số mở cổng, chỉ cần khám Long Sơn thần thôi, thì Ngài thấy cái người đó là thật tâm, Ngài báo cho Kiệt. Kiệt có nằm ở nhà hay là Kiệt bận nào Kiệt cũng chạy lên nữa, Kiệt nói thật. Còn người nào mà lên một cố ý mà gặp Kiệt mà coi lên khỉ bảy màu này nó lạ lùng sao á, thì đừng hòng gặp Kiệt, khó lắm á. Cái gì nó cho đâu. Giọt Lê nói ông Trump có đắc cử vào năm 2024 không anh Kiệt? Bây giờ là mình đã thấy rồi. Quân của chúng ta cũng giống như là ngày xưa thành các tư hiển thì chiếm thế giới vậy, đoàn quân tới đâu là thắng tới đó mà. Hạ diện thượng diện xong luôn, cần gì phải hỏi. Bộ 10 năm mà hy sinh để mà giảm tuổi thọ cho ông Trump bộ phí à. Đồ phí bây giờ đấy ông thắng hết không. Nước Mỹ giàu sao đi nữa nó khổ một như thế giới sẽ khổ 10. À, thượng đế tạo ra nước Mỹ là cũng giống như phải có một đàn anh để mà lo cho đám đàn em vậy đó. Cho nên giàu sao cuối cùng nước Mỹ vẫn là nước ở cái lợi thế nhất.
Nước Mỹ mà không ổn định, trái đất mình không ổn định. Nước Mỹ mà không một người tốt mà lãnh đạo thì bao nhiêu cái xấu của những thế giới khác nó sẽ lấn áp những nước nhỏ. Cũng giống như dân chơi không có thằng đại ca, sớm này sớm kia quýnh lộn nhau tối ngày, mà có thằng đại ca mấy sớm kia là nó im, thì nước Mỹ sau này sẽ trở lại mạnh lại, ông đảng Cộng Hòa thắng lại, thì lúc đó tất cả những cái ác của những cái độc tài, những cái gọi là bất thiện á, sẽ như thầy Tennis nhẹ chìm. Lê Văn nói cứu bà, cứu Phương Hằng đi anh chị. Trời anh làm gì cứu, tốn ba ngàn yên á, anh nghĩ là biết bao nhiêu mệt á. Tự nhiên á, mình lấy công đức của mình xin cho bả, mã của có nghiệp của bả. Bả là khởi đầu, là một nhà từ thiện là rất là tốt. Nhưng mà cái xã hội thời nay đó, nó lại có những cái xấu trỗi lên như là đậu bệnh đậu mùa vậy đó, nó phải nổi lên hết. Thì bả là trong những người, mình phải nói cái câu nghe, có sứ mệnh của Thượng Đế đó, chứ không phải là người thường. Hôm nay ăn hiếp bả, người đó sau này sẽ bị nghiệp nặng lắm á. Kiệt bả hù đâu nói với bạn. Tuy là Kiệt nói cái này, có những người không tin Kiệt sẽ cười Kiệt và nói Kiệt binh bả, nhưng mà Kiệt thương các bạn, thương những ca sĩ, những người chống đối bả, làm ơn có xử bả cũng nhẹ tay. Kiệt chỉ nói vậy thôi. Bả có sức mạnh đó, sức mạnh để mà mãn. Chứ bây giờ cái xã hội thời nay nó phải đi qua một cái màn kịch vậy, cũng giống như người đóng phim. Đến lúc người đóng vai chánh, đóng vai phụ, Kiệt thì đóng vai cái gì biết vai gì đó, có thể là vai phụ, sư phụ, rồi đóng vai chánh, đại khái bả cũng là đóng vai phụ mà một kiểu khác. Rồi có những người cũng đóng vai giống như ông Chồn là ông Hoàng Yên, rồi cuối cùng thì là người nào ra người đó, hãy ai đóng vai đúng thì cha sẽ được thưởng. Còn mà mình xuống đây mình đóng vai mà mình nói nhiều quá đó, nghiệp của mình. Tự bả bị cái lỗi bả nói nhiều á, bữa kia bả đừng nói, bả không chịu nghe. Ngộ á, thế giới hiện giờ nó loạn cào cào, cũng giống như gì ta, cũng giống như cô gái đầu lông, đánh tất cả hết phe này phe kia, tà giáo, môn phái này môn phái nọ, nhạc bắt quần Trương Nhu Kỵ, cuối cùng rồi tạ tốn Trương Nhu Kỵ sẽ thắng. Tức là nước Việt mình giống như Trương Nhu Kỵ vậy đó, thì hiện giờ nó còn hơn là hoa sơn lựng kiếm trên thế giới. Mọi chuyện sẽ xáo động toàn cầu này, không có nước nào được yên ổn. Con người mình không có ai được cái tâm an lạc bình an trong cái thời điểm này. Đó là mình đang đi trải qua gọi là thời cùng cực của xã hội. Bỉ cực tới Thái Lai là vậy đó. Nếu không có bỉ cực, thật với là trước thời gian ngày nói chuyện ai đâu nghe, Chúa Giêsu xuất hiện nói chuyện ai đâu nghe. Mình phải những cái xấu như kiểu là rồng lửa, và những cái độc tài hung dữ như kiểu Putin, thì sau này thế giới sẽ ngồi lại dùng những cái đó để mà thương yêu nhau. Chỉ có tình thương á, nó mới làm sạch đi cái trái đất ô nhiễm này. Không còn Covid, không còn nạn đói, không còn chiến tranh. Nếu mà thế giới không có quốc gia nào mà đừng có nghi kỵ thôi, thù hằn lẫn nhau và chế tạo vũ khí, mình dùng những cái đồng tiền đó để mình làm những cái chuyện gọi là đi siêu qua không gian, qua những thành tinh khác, có phải là rất là nhiều ích lợi không? Hiểu gì nghĩ đó là thời vàng kim là vậy. Nhưng mà hôm nay chuyện nói nó hơi xa. Có những người hiểu về đạo thì người ta hiểu, còn có những người không hiểu đạo, người ta thấy trước mắt hôm nay là chiến tranh, rồi ngày mai là bệnh tật đói rách, thì người ta chỉ biết vậy. Rồi người ta cứ dùng mưu cơ, mưu cao tính kế, nhưng mà mưu cỡ nào cuối cùng rồi cha là người quyết định cuối cùng. Tất cả những cái ác được bảo đảm 100% sẽ chìm xuống đại biển. Và hôm nay mình thấy bên Ấn Độ là nước Sri Lanka đó bắt đầu chết đói rồi đó. Tất cả những thay trục sẽ đi vào quá khứ. Phe đồng minh sẽ ăn mừng đại thắng.